quý vị, nhiều năm nay, mỗi ngày có hàng trăm lượt người dân và các em học sinh ở hai xã Giao Thiện, Giao An, huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa thót tim mỗi khi đi lại qua cầu treo Bến Lậm. Cây cầu treo này đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, ván gỗ mục nát, gãy ngang, có nhiều lỗ thủng rộng trên mặt cầu, có thể lọt cả người xuống sông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Cầu treo Bến Lậm dài 90m, rộng 2m, được xây dựng từ năm 2008. Cây cầu treo này là khung sắt, mặt cầu lát ván gỗ, được bắc qua sông Âm, nối làng Trô, xã Giao An với thôn Khụ 2, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Qua cái cầu này là nhiều hôm qua là kinh lắm, nhiều hôm sang là dắt xe sang là ôi trời mưa lụt là có người lăn gãy ván là rất kinh, về nhà có nghĩa là muốn mất cả vía đấy ạ. Theo người dân địa phương, tại cầu treo này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông khi đi lại vào ban đêm mùa mưa lũ. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri của Hội đồng Nhân dân và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tại địa phương, người dân huyện Lang Chánh đã nhiều lần kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp kinh phí để sửa chữa cầu treo Bến Lậm. Tuy nhiên, đến nay kiến nghị của người dân vẫn chưa được giải quyết.